Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào video giả xe Yamaha Sirius vào giai đoạn tháng 3 năm 2024 này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ những chiếc xe mà có cái giá thành thấp nhất cho đến những chiếc xe có giá thành cao nhất của cả hai dòng á. Đầu tiên các bạn đang xem đây là chiếc Sirius, mình đọc là Sirius đi cho các bạn nghe nó quen thuộc. Các bạn đang xem chiếc này là chiếc Sirius bánh căm thắng đùm. Bánh căm thắng đùm nó sẽ có 3 màu sắc. Màu sắc đầu tiên là màu xám nhám, xám mờ. Đây là bánh căm thắng đùm nha, các bạn nghe cho kỹ nha. Tại vì chúng ta sẽ có một cái phiên bản bánh căm thắng đĩa nữa. Căm đùm này sẽ có giá là 19.500.000 đồng. Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Tem của chiếc màu xám nhám hiện tại nó sẽ có màu trắng và màu xanh lá cây. Trên giấy tờ thì xe này nó sẽ ghi là màu xám đen. Tại vì nó có màu xám nhám pha với màu đen bóng á. Rồi màu sắc thứ hai của phiên bản này đó là màu đen bóng. Và đen bóng này là đen bóng nguyên con, là cả cái phần phía trước của xe cũng như là cái phần đuôi xe. Con này cũng sẽ có giá là 19.500.000 đồng. Tem của nó sẽ là màu trắng cam. Và các bạn lưu ý một điều là hiện tại chỉ có duy nhất phiên bản bánh căm thắng đùm mới có màu đen bóng nguyên con. Tại vì căm đĩa nó là đuôi nó bóng nhưng mà cái đầu nó nhám, còn mâm đĩa thì nguyên con nó nhám, nó không có màu đen bóng. Đó, lưu ý điều này. Phiên bản này nó còn có một màu nữa, đó là màu đỏ tươi. Đỏ này cũng sẽ đồng giá luôn là 19.500.000 đồng. Và cũng căm đùm luôn nha mọi người. Còn nếu bạn mua một căm đĩa nó cũng có màu đỏ nữa, phiên bản căm đĩa nó sẽ có giá là 21.500.000 đồng. Mà hiện tại mình hết xe rồi. 2.08 lít trên 100 cây. Lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 45-50 cây. Khóa cơ và nó sẽ có cái công tắc đèn. Mấy chiếc xe mới bây giờ là bỏ công tắc đèn đó rồi. CFI mới ra bỏ, Fin mới ra bỏ, Exciter 155 mới ra bỏ. Nhưng mà Jupiter với lại Exciter 150 thì vẫn còn giữ lại công tắc đèn. Thì chiếc này vẫn giữ lại, mà đồng hồ cũng đơn giản. Bên này thì vẫn mấy cái nút quen thuộc thôi. Rồi, đó là ba màu sắc của căm đùm ha. Còn bạn nào mua căm đĩa là 21.500. Bây giờ bạn sẽ chuyển sang bánh mâm thắng đĩa đi. Một trong những phiên bản mà nhiều người mua nhất. Bởi vì giá thành của nó không cao hơn cái căm đĩa là bao nhiêu, nhưng mà được cái là được bánh mâm luôn. Rồi, đầu tiên các bạn đang xem đây là màu xanh xám đen. Mình thường gọi một cái màu ở bên ngoài quen thuộc đó là màu xanh dương đậm. Nhiều người nói là nó xanh tím luôn. Nhưng mà mình thấy nó không tới nỗi tím, nó là xanh dương đậm bình thường thôi, nhưng mà cũng không phải là màu xanh GB nha. Giá hiện tại của chiếc này là 22.500.000 đồng. Đây là phiên bản bánh mâm thắng đĩa. Sirius chúng ta sẽ có 3 phiên bản ha, là bạn đang biết giá của 3 phiên bản rồi đó. Chiếc này nó ghi là màu xanh xám bởi vì nó phối giữa màu xanh dương đó với là màu xám. Cái cản của nó truyền thống như thế này, cản zin này. Bạn nào mà thích cái cản nhọn nhọn giống CFI thì chúng ta phải độ lại riêng à. 100kg, 110 phân khối năm sản xuất 2024. Thì chiếc này các bạn nhớ 100kg nha, tại vì hồi tới chiếc CFI á nó bự hơn nữa mà nó lại nhẹ hơn. Rồi, màu sắc thứ hai đó là màu xám vàng đen. Con này sẽ thay thế cho màu xám cam. Xám thay thế màu xám cam cũ lắm rồi, nhưng mà lâu lâu vẫn có những khách hàng vô á, mở cái hình điện thoại cho mình coi á, là kiếm màu xám cam cũ. Mà giờ cứ người Việt Nam mà thích hoài niệm về quá khứ quá ha. Nó ra màu xám vàng này có 2-3 năm rồi đó, nhưng mà vẫn kiếm màu xám cam cũng mấy năm trước. Rồi sau đó mai mốt mà màu xám vàng này ngưng sản xuất ra một màu xám xanh gì đó chẳng hạn. Chắc là cũng có nhiều người chụp hình màu xám vàng này đưa cho tôi coi, kiếm màu xám vàng quá. Lúc có thì không mua, lúc ngừng sản xuất đi tìm mà. 22.500 cho màu xám vàng đang được sản xuất. Rồi màu sắc thứ ba đó là màu đen bạc. Chiếc này thì bóng đèn của nó là đèn halogen á, ở phía pha có trên xi nhan nằm trên luôn. Rồi có một cái hốc gió nhỏ nhỏ đó, có cái kèn. Phanh thì tất nhiên là phanh đĩa thông thường, rồi không có UPS, không có CBS, không có ABS, không có gì hết trơn. Xe giá rẻ mà đòi hỏi nhiều là không có đâu nha. Xe này nó sẽ phối giữa màu đen nhám và màu bạc bóng, cho nên là nó sẽ ghi là màu đen bạc á. Khóa cơ là nó sẽ ghim mở khóa xe, nó nằm ngay chỗ đít á. Và các bạn sẽ thấy một cái cốp không quá rộng nha. Cái cốp xe này nhỏ. Chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ địa điểm nào cũng được hết. Dung tích bình xăng thì nó khoảng hơn 4 lít. Đó là toàn bộ cái phần trong cốp xe, đơn giản như vậy thôi. Phiên bản bánh mâm thắng đĩa nó sẽ có tổng cộng là 4 màu sắc. Các bạn đang xem trên này là 3 màu rồi. Để mình đi xuống lầu cho mấy bạn xem màu thứ tư của bánh mâm thắng đĩa, đó là màu xám ánh xanh đen bạc. Vào năm 2018-19 á, thì xe này có ra mắt màu xám ánh xanh rồi. Tem của nó màu xanh lá. Thì cũng những năm trở lại đây là nó đổi thành màu đen cam như thế này.
đó là tem của chiếc xám ánh xanh hiện tại đang được phân phối 22.500.000. Tại sao mình không báo giấy tờ xe? Tại sao ta? Tại vì đâu biết hộ khẩu mấy bạn ở đâu đâu mà báo. Ở huyện sẽ khác, thị xã sẽ khác, thành phố sẽ khác, mỗi nơi sẽ có một cái barem thuế cũng như là mức phí biển số cố định riêng. Cho nên là chúng ta phải cung cấp chính xác địa chỉ hộ khẩu mình mới báo được ha. Rồi chúng mình bây giờ anh sẽ chuyển sang dòng Sirius FI, Sirius FI á. Các bạn đang xem phiên bản này là phiên bản bánh căm thắng đùm màu xám nhám, thì nó sẽ có giá là 21.500.000 đồng. Và CFI phun xăng điện tử á, nó cũng sẽ có cả 3 loại bánh căm đùm, căm đĩa và mâm đĩa giống như là Sirius nhỏ. Rồi trên này màu sắc thứ hai của phiên bản bánh căm đó là màu đỏ đô, nó giống như là Sirius nhỏ, là trên phiên bản bánh mâm không còn sản xuất bất kỳ màu đỏ nào nữa hết, cho nên là bạn thích màu đỏ thì chỉ có bánh căm thôi, căm đùm căm đĩa thì mới có thôi. Rồi chiếc này cũng là 21.500.000 bánh căm thắng đùm trên chiếc CFI phun xăng điện tử ha. Chúng ta sẽ có một cái kiểu dáng hoàn toàn khác xe lúc nãy luôn mọi người. Đèn ở trên xi nhan ở phía trên á, bây giờ nó dời xuống dưới. Và chiếc này màu đỏ đậm mình thấy cũng rất là đẹp luôn. 2024, 2023 thì bánh mâm nó có màu đỏ nhưng mà đỏ tươi. Bây giờ ngưng sản xuất rồi. Và đỏ năm mới này mình thấy nó cũng rất là đẹp luôn. Màu tiếp theo nữa là màu xanh xám nè. Thì xanh xám thì cũng phải có màu gì đó nó nổi lên, thì nó nổi lên là bởi bộ tem của nó màu xanh dương nhạt ha. Tại vì màu xám nhám và màu xanh nhám, con này cũng 21.500.000 đồng luôn. Đó, mình không hiểu là cái đèn nó luôn sáng rồi thêm cái đèn demi gì nữa. Có cái chữ FI chỗ đó đó mọi người. Xe này cũng trang điện tử. Nhiều người thích gắn cái cản này qua bên xe kia nhưng mà đâu có gắn được. Nó không có khớp ốc á. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang nếu mà các bạn mua căm đĩa nha, căm đĩa là 23.000.000, cũng có CFI căm đĩa nè, 23.000.000 cũng không có hàng luôn. Căm đĩa mấy bên này không có hàng gì chứ, chắc vài bữa nữa về nữa. Rồi đây là bánh mâm thắng đĩa. Mâm đĩa này các bạn đang xem đây là màu đen mờ của 2024 á. 2023 nó cũng có màu đen mờ nữa nhưng mà tem của nó màu đỏ, thì 2024 là tem màu vàng đồng. Giá thành của nó là 24.800.000 đồng. Giá đã bao gồm VAT rồi, chưa trước bạ biển số. Và chỉ có duy nhất chiếc CFI bánh mâm mới có chữ RC là tem chữ nổi thôi, còn mấy chiếc kia là tem dán không à. Cốp xe này khá là rộng nha, các bạn có thể để vừa một cái nón nửa đầu, cũng để vừa khích luôn. Còn chế độ bảo hành cũng giống xe kia, dung tích bình xăng này nó cũng lớn hơn 4 lít. Ở chỗ này cũng sẽ có một vài cây phụ tùng theo xe, rồi đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ sẽ chuyển sang màu sắc tiếp theo. Khoan để coi thông số, nãy mình có nói với mấy bạn nè, 98kg, 110 ship vào lận 115 phân khói. Bạn thấy lạ không? Kiểu dáng nó bự hơn nhưng mà nó lại nhẹ hơn chiếc kia mới đau chứ. Rồi một màu sắc của 2023 đó là xám ánh xanh bạc đen. Chiếc này CFI, tem của nó mình cũng rất là thích, màu sắc này cũng rất là đẹp luôn mọi người. 24.500.000 đồng cho chiếc xe này. Nếu mà bạn hỏi tại sao giá thành nó thấp hơn con kia một vài trăm ngàn thì do là cái bộ tem của nó là tem 2023, nhưng mà thật sự là rất là sắc sảo luôn. Bộ tem này mình rất là thích lắm luôn á, tại đang chạy Jupiter chứ không thôi mua Sirius. Sirius TV, thích Sirius TV. Nói chung là thường trẻ trẻ sẽ thích Sirius TV hơn, mấy chú lớn tuổi và mấy bạn trẻ thích độ thì thường lại mua Sirius nhỏ mới ngộ vậy đó. Rồi bên này thì cũng công tắc cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là nó bỏ công tắc đèn thôi, bỏ mất tiêu công tắc đèn rồi. Giờ muốn có công tắc đèn là phải độ chế gắn từ cái công tắc đèn của đời cũ qua. Rồi một trong những màu sắc khá là nổi bật của năm nay nữa đó là màu bạc mâm cam. Thì chiếc này bên mình cũng để đồng giá luôn, mặc dù nó được ship vào cái mã xe riêng á, là giá thành nó sẽ cao hơn chút, nhưng mà bên mình vẫn bán bằng giá 24.800.000 đồng, đã bao gồm VAT, trừ chiếc bài biển số ha. Thông tin cửa hàng của anh sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn cứ xem địa chỉ, tên cửa hàng, số điện thoại liên hệ, vị trí, toàn bộ sẽ nằm dưới phần mô tả. Các bạn xem phía dưới giúp quen nha. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem ạ.